Tiếp tục chào đón các bác đến với một clip tổng hợp toàn âm ly âm ly. Rất là nhiều âm ly luôn. Bạt ngàn âm ly. Trong này vẫn còn nữa, mình quay cái lô về đã. Sau đây giờ em đã làm được clip, một số clip rồi, đến đoạn này rồi. Đây, giới thiệu đến quý vị, đấy, âm ly đến đây, chỗ này nó đầy đấy, nhưng mà khách đến là bốc mất hai con rồi, nên lại vơi. Khách đến nhà là cứ bốc rồi đã, chưa kịp quay. Đây là con âm ly Technic. Nha, quý vị nhìn đây là con Technic. Con này chạy 4 cờ nhá. Technic nha. Mã Technic này là Technic Receiver Technic SA 6000 XC. Con Technic 6000 XC này bắt đầu cần chi tiết để tham khảo thì gõ vào Google hộ em. Con này là hàng đỉnh cao đấy. Nha, dòng receiver FLD 108 giá 6,8 triệu, hồi gỗ hết, hàng chưa lau một chút nào, chưa lau dọn, để các bác lau dọn cho em. Giá 6,8 triệu. Tiếp tục xuống con dưới là con Kenwood, con này mã rất là cao, tất cả đều receiver nè, nhìn em lau tay này đấy. Kenwood KR 4400 giá 5,5 triệu. Chưa, KR hàng đẹp keng, quá là đẹp. Hai cầu AB, AB cộng luôn, đánh hai cầu AB này, AB cộng độc lập. Xuống dưới nữa là con âm ly Sansui, Sansui khủng. Đây là con âm ly Sansui AUV 7000, Sansui AUV 7000, các bạn thấy chưa? Đấy, hàng khủng luôn. Con này có một tí cớn ở góc quá, nhìn thấy sứt cớn đây chưa? Cái cớn này không sao cả. Các bác ạ, thật ra là em bán hàng thì em cứ thích báo cho rõ thôi. Khi em dán luôn cái tem bảo hành vào đây ấy, cái tem vào đây là các bác chả biết là cái gì đâu. Nhưng mà em cứ báo thế, nó bị sứt cớn như này, em bảo là bữa thì sứt cớn, em báo được chưa? Dán cái tem vào nó sẽ hết mất luôn. Con âm ly Sansui. Sansui nhá. Lưng Sansui con này có giải mã. Con này có giải mã đây. Con này giá 6,8 triệu. 6,8 triệu đi nhá, 6,8 triệu. Mời quý vị sang tiếp đến con bên này nữa. Ui giời, con Kenwood này thì khỏi phải nói rồi. Đẹp mỹ mãn. Kenwood này đẹp mỹ mãn luôn. Giá 8,9 triệu. Được chưa? Các bác nhìn luôn. Con Kenwood KA4006. Đẹp chấm hết luôn. Đẹp chấm hết, phải nói là chấm hết luôn, chứ không còn gì để nói nữa. Được chưa? Chấm hết nhá. Chấm hết. Xuống dưới đây là combo. Đây là bán theo bộ. Đây là Pioneer. Pioneer SA 7600. Pioneer 7600 đèn vu rất là đẹp và sáng. Hai cục này nhé, có nghĩa là âm ly và tuner này, tuner chạy bắt radio thoải mái luôn. Radio đã độ sóng, có nghĩa là sóng bắt radio về Việt Nam mình bắt thoải mái rồi, độ sóng. Hai thớt này, thớt trên và thớt dưới này, hai thớt này, hai combo thớt này là 6,8 triệu hai cục. 6,8 triệu hai cục. Đây, dưới này vậy, 6,8 triệu hai cục. Là gồm một âm ly, một tuner. 6,8 triệu. Ông ly vô đây là 6,8 triệu anh nhé. Đấy các bác nhé. Chưa, 6,8 triệu. Tiếp tục sang đến con âm ly Sony. Đây là con Sony TA-11. Sony TA-11 mọi chức năng hoạt động tốt. Sony TA-11 này. Rồi. Có đèn vu. Có đèn vu đây nhé. Vô. Con này giá 2,8 triệu. 2,8 triệu con âm ly Sony này. Tiếp tục xuống dưới nữa là con âm ly Sony
ST1950 bò. Xem nào. Đây không phải, đây không phải là con âm ly, đây là con tuner ST1950, con này 500k 500 ngàn, bắt đầu lấy về bán cái biên thế nó được 500 ngàn. Nha, tuner ST1950 nha, 500. À, xuống dưới đấy là con Sony TA, con này hai đèn vu to hơn Sony TA22, con kia là TA11, con này TA22 giá 3,5 triệu, hai đèn vu 3,5 triệu. Xuống dưới cùng, chưa đến dưới cùng, xuống tiếp tục là con âm ly Sanier, rõ mã Sanier này, đây là mã Sanier dòng âm ly receiver giải FM đến 108 luôn. Con này này, đèn Poen và Ritz đây nhá. Có cả đèn vẩy luôn không nhá. Đây này, đèn vu này, hai đèn vu này. Hai đèn dò sóng này. Radio. Được chưa? À, con này là 3,5 triệu. 3,5 triệu số 2. Vì tại sao em ghi số 2 là trong này có hai con giống nhau. Em ghi số 1 số 2. Nhưng bắt đầu lấy con này thì phải nhắc là số 2 chẳng hạn, hay số 1 nhé. Đấy, 3,5 triệu số 2. Xuống dưới cùng là con âm ly Sony. Con này mã khá là cao. Con Sony dòng receiver STR6050. Sony mã đầu 6. Giờ đầu 6 là quá là cao rồi. Sau con âm sông, giá 4,8 triệu. Hàng phải nói luôn là đẹp gần như mới luôn, không có vết xước sát nào. Đấy, em quay thật sát nhé, sát cho các bác nhìn chi tiết. 4,8 triệu. Tất cả hàng đây báo là hoạt động tốt đấy. Tiếp tục sang đến con âm ly Pioneer. Con này đánh được rất là nhiều loa. Con này em thường xuyên test loa cho các bác đấy. Tầm tiền vừa. Đây này, hàng chưa lâu đâu. Đấy, cạo đâu trắng như đấy, nhìn chưa? Nhìn chưa các bác? Đấy, em cạo cho các bác nhìn đấy, về các bác vệ sinh. À, con này giá 5,9 triệu. À, Pioneer model SA710. Con này đánh được rất là nhiều loa nhé, không kén. Tất cả vỏ gỗ và hồi gỗ hết. Xuống đến dưới này là âm ly Jungwoo dòng 203, hàng Hàn Quốc xịn. Hàn Quốc xịn 203. Hàn Quốc xịn giá 5,8 triệu. Con này chuyên karaoke, Jungwoo 203 Hàn Quốc xịn nhé. PA 203N Hàn Quốc xịn luôn. 5,8 triệu, con này chuyên karaoke. Cũng còn chưa lau bụi cơ. Dưới cùng bác nào thích chơi con toa này thì chơi nhé. Con toa này là dòng đẩy toa. Con toa này nó đẩy công suất. Con này toa đây này, model này, các bác nhìn xem cho kỹ. Toa P2612 giá 1,2 triệu. Con này rất là nặng, hai bên thiết kế tản nhiệt. Các bạn nào thích lấy về sò bán cũng còn thừa tiền chứ chưa cần mình. Bán 4 con sò một bên đã đủ tiền, chưa cần phải bán hai bên. Đây sò này. Bên này có sò hết này. Bán nửa sò đủ tiền. Đủ tiền âm ly rồi. Được chưa? Tiếp tục vào trong này còn một số mã âm ly nữa, em cũng chả muốn bốc ra, báo luôn cho nó nhanh. Đây, về trong này toàn hàng cao cấp thôi. Con âm ly Metro này. Đây là con Metro này giá 10,9 triệu. Con này bác đã biết là con này là dòng âm ly của anh. Giá nhé, âm ly của anh Metro này. Con này đây. Con này là model ST40, điện là 240V. Được chưa? Made in England nhé. Đây là con âm ly của anh, đánh rất là hay, không hay không lấy tiền. Giá 10,9 triệu. Tiếp tục xuống đến con âm ly HMV dòng có hình ảnh logo con chó thổi kèn. Con chó thổi kèn, được chưa? Con chó thổi kèn. Đây, con này là dòng con chó thường kèn này. Đây, con này size nó sẽ là 60. Size 60, quá là đẹp luôn. Báo cáo quý vị này.
đẹp ken. Con này 14 triệu 8. 14 triệu 800. Rồi. Bác nhìn tên của em đây. 14 triệu 800. Nếu mà quay phía sau cho quý vị này. À đây, con này là con HMV model 2404. Đấy, hình con chó thử kèn này. Đấy. Rồi các bác. Tiếp tục xuống dưới nữa là chiếc âm ly, dòng âm ly hàng Colombia. Con âm ly này đánh hay lắm. Và quý vị SKA 3000. Con này trước em về 3 4 con các bác tranh nhau ấy. SKA 3000 hàng made in Japan. Con này nó làm những cái nhiệm vụ như kiểu là đẩy cục pao luôn. Nó làm nhiệm vụ như một cục pao. Đây, SKA 3000. Cục pao nó tự động hết. Nó chỉ có đây cân chỉnh vế loa và volume. Nhưng mà nó đánh hầu như đánh được gần hết các loại loa luôn. Tải giá 4 triệu 8. À, xuống tiếp dưới nữa là con Toshiba 220C 4 triệu 8 âm ly receiver. Đẹp kem. Được chưa? Dưới nữa là con âm ly Onkyo. Hàng này là hàng khủng. Phải nói là thêm thùng xốp. Onkyo A922 đẹp như mới luôn. Giá 18 triệu. Và xuống dưới cùng là con âm ly Sansui 5000. Cũng gần như là mới. Sansui 5000. Sansui 5000 giá 12 triệu 9. À, cảm ơn quý vị đã theo dõi.